Trước đó, tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam rà soát, kiểm tra và cung cấp tiếp thông tin, tài liệu đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, việc xin chủ trương cách ly và tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly. Cụ thể, đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, Bộ Công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ của các khách sạn, resort đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí cách ly, bao gồm cả những khách sạn không được lựa chọn. Những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn, resort xin là địa điểm cách ly cần cung cấp tài liệu thể hiện quá trình giải quyết từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định lựa chọn điểm cách ly và danh sách cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ của khách sạn, resort. Đối với việc xin chủ trương cách ly, Bộ Công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp đơn đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương trên chuyến bay trả phí. Đồng thời cung cấp thông tin những doanh nghiệp được cấp và không được cấp, lý do không cấp chủ trương. Những doanh nghiệp được cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước.